Tôi là Phan Cao Tùng, phóng viên của Báo Thanh Niên. Hôm nay tôi là ekip truyền hình của Báo Thanh Niên, xin được giới thiệu với khán giả một buổi giao lưu truyền hình với một nhân vật rất là đặc biệt, đó là ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Xin chào anh Tùng và xin chào tất cả các độc giả của Báo Thanh Niên. Thực sự là hôm nay khi mà Hà đến tòa soạn Báo Thanh Niên thì cái cảm giác của em thế là wow. Ngày xưa khi mà nhiều năm trước em tới tòa soạn Báo Thanh Niên kia thì vẫn còn một cái cơ ngơi, vẫn còn hơi khiêm tốn một chút, mặc dù là lúc đấy là cũng đã rất lớn. Nhưng hôm nay đến đây thì ngoài là một cái tòa nhà rất là lớn thì còn có cả một cái phim trường để quay như thế này, rất đẹp. Cảm ơn Hồ Hà đã có mặt hôm nay để cùng chúng tôi làm nên một buổi trò chuyện đặc biệt như hôm nay. Hồ Hà sau những đàn im, đó là chủ đề của buổi truyền hình trực tiếp của chúng ta hôm nay. Như chúng ta đã biết là Hồ Hà đã có một thời gian vài tháng đã im lặng và ít xuất hiện hơn trước. Và mới đây nhất cô đã trở lại thật là ấn tượng trong live show Love Song vừa rồi. Và thông tin mới nhất nữa là Hồ Hà sẽ trở thành giám khảo của cuộc thi tìm kiếm người mẫu The Face sẽ xuất hiện trên VTV3 sắp tới. Xin chào Hồ Hà, là Hồ Hà có khỏe không? Bởi vì sao tôi hỏi câu này? Bởi vì giống như live show trước đây, mới đây nhất của Hồ Hà đã có một cách chào khán giả rất là đặc biệt. Đó là Hồ Hà hỏi là các bạn có khỏe không? Liệu có cái ẩn ý gì khi mà Hồ Hà có cái sự chào đặc biệt như vậy? Thực ra là hình như mọi người cứ nghe tới em nói hay là hỏi điều gì thì vẫn cứ nghĩ rằng là chắc là luôn luôn sẽ có những cái ẩn ý đằng sau đấy. Nhưng thực sự em, nếu mà anh ngồi cả buổi anh xem thì anh thấy là em cũng có chia sẻ rất là chân thành, đấy chính là nằm ngoài hết tất cả những cái kịch bản đã viết nên và những cái cuộc trò chuyện, những cái câu nói hay những cái câu hỏi thăm đấy thì nó cũng xuất phát hoàn toàn rất là tự nhiên. Và cái câu mà Hà hỏi mọi người có khỏe không thì nó giống như là những cái người bạn rất đặc biệt trong cuộc đời của Hà, lâu ngày gặp lại thì Hà vẫn thường hỏi câu đấy là đầu tiên. Vì thế mà Hà đã hỏi rằng là mọi người khỏe không, và Hà trả lời luôn là Hà vẫn khỏe, để cho mọi người và ngay cả Hà có một cái cảm giác thật thoải mái, thật gần gũi như là đang trò chuyện cùng với nhau để bước vào cái đêm nhạc đấy. Nên hôm nay anh hỏi em khỏe không thì em vẫn trả lời lại y như thế là em vẫn khỏe và em biết anh cũng khỏe. Đúng rồi. Và khi mà Tùng đã hỏi câu đó có nghĩa là Tùng rộng muốn là như Hà nói, là như những người bạn. Hôm nay mình sẽ trò chuyện và đối thoại trực tiếp thật là thẳng thắn và chân tình. Dạ. Hà đồng ý không? Dạ, chưa bao giờ em không thẳng thắn và chân tình cả. Nói chung là nhìn lại khoảng thời gian có thể nói là vướng vào một chút lùm xùm thị phi, thì Hồ Hà có cảm thấy là có điều gì cần muốn nói hay là chia sẻ với khán giả hay không? Thực ra thì theo Hà nghĩ là hãy để thời gian trả lời cho tất cả. Và mới đây thôi thì ngày hôm qua thôi cũng đã có một cái cuộc trò chuyện của Hà, cũng cái câu chuyện xung quanh đấy thì cũng là nói về vấn đề Hà quay trở lại làm The Face cũng như đêm nhạc. Tuy nhiên cũng có hỏi một số cái câu chuyện mà Hà đã phải trải qua. Thì thực sự hôm nay Hà cũng muốn chia sẻ rằng là thực tế mà nói cuộc sống nó là như vậy. Nó sẽ luôn có nhiều những cái câu chuyện khó mà giải thích được, bởi vì nó có rất là nhiều những cái tình ngay lý gian, và có nói thế nào cũng không hay. Nên là thôi thì cứ để thời gian trả lời bằng một cái cách là Hà vẫn luôn luôn làm, đó chính là Hà lao đầu vào công việc để luôn luôn được tồn tại, luôn luôn được sống và luôn luôn được là chính mình. Còn rất là mong tất cả những khán giả đã yêu quý Hà thì hãy luôn tin vào Hà. Còn những khán giả vẫn đang dành những cái sự hoài nghi thì Hà cũng không thể gỡ bỏ được cái suy nghĩ đấy ngay tức thì, mà chỉ có thời gian có thể trả lời được. Còn thực tâm bản thân Hà, nếu có lỡ vô tâm làm một điều gì đấy sai thì Hà vẫn luôn luôn muốn được chuộc cái lỗi đấy của mình. Thì ai cũng biết là Hà là người rất là khôn khéo và còn có một cái tính, đó là tính rất là bộc trực, thẳng thắn, thẳng tính. Thì nhiều khi Hà có thể có những cái phản ứng bằng cách này hoặc bằng cách kia, nhưng mà trong cái sự việc vừa qua thì Hà lại là chọn cách im lặng. Tại sao có cái sự im lặng đó? Thực ra là Hà cũng đã chia sẻ là có nói gì đi nữa thì cũng thành không hay. Cho nên là chỉ có im lặng là một cái cách mà để cho mỗi người họ nghĩ theo cách riêng của mình. Bởi nếu mà Hà có nói ra cái suy nghĩ của mình thì anh vẫn cứ suy nghĩ theo cách của anh mà thôi. Nên là cũng chưa chắc rằng là khi mà Hà giải thích hay Hà nói ra tất cả mọi điều thì anh lại đồng quan điểm cùng với Hà. Vì thế mà Hà nghĩ rằng là khi
sóng lớn càng đến dữ dội thì mình càng cố gắng thực sự bình tâm để suy xét cái câu chuyện nó như thế nào để mình giải quyết. Và đó cũng là cách mà cả Hà và ekip của mình cùng đồng lòng để thực hiện, để làm. Nó không phải là thể hiện một cái sự láo, hay thể hiện một sự bất cần, hay là thể hiện một cái sự khinh để mà không lên tiếng. Không phải, hoàn toàn không phải là như thế. Nhưng mà có phải ví dụ như là có người sẽ nói là có phải vì Hà cảm thấy là mình có chút sai cho nên mình mới chọn cách im lặng? Thực ra sai hay đúng thì lại Hà đã nói là tùy suy nghĩ của mỗi người. Đúng rồi. Vâng. Và nếu như mà ai cũng mạnh mẽ, nếu như ai cũng thẳng thắn và nếu như ai cũng rõ ràng thì câu chuyện nó sẽ không sai. Nhưng nếu như ai cũng yếu đuối, nếu như ai cũng tan vỡ trong trái tim của mình, Hà đã nói là tùy từng cái hoàn cảnh của mỗi người để cái câu chuyện nó là đúng hay sai. Vì thế mà bản thân của Hà thực sự Hà chưa bao giờ, cái này rất chân thành chỉ nói một điều đơn giản là chưa bao giờ, không bao giờ, sẽ không bao giờ cố tình làm một cái điều gì mà như mọi người nói, chắc chắn là như thế. Hồ Hà cũng đã từng chia sẻ đó là nhiều người bảo tôi là mạnh mẽ quá, kiểu gì cũng thể đứng dậy hát được. Nhưng mà cũng chính Hồ Hà nói là Hồ Hà có những lúc rất là yếu đuối, cô độc trước những cái ồn ào đó. Nhưng rồi Hà cũng lại xác định là nói, xác định và nói rằng là mình không còn cách nào khác, mình phải mạnh mẽ thôi. Vậy thì thật sự với Hồ Hà, Hà là một cô gái mạnh mẽ hay là một nữ nhi bình thường yếu đuối và là một cái kiểu là bánh bèo vô dụng giống như Hà thường hay giỡn? Thực ra trong bài hát của Hà cũng đã từng nói là nếu như không mạnh mẽ em biết phải thế nào đấy. Nghĩa là Hà cũng là phụ nữ, cũng ao ước được kiếm cho mình một mái ấm bình yên thực sự, ấm áp ngọt ngào và là của riêng mình. Chẳng có ai mà muốn cứ rong ruổi và cứ đi tìm mãi, cứ bước mãi hết những cuộc tình này đến cuộc tình khác để tìm cái sự bình yên cả. Và Hà nghĩ có lẽ là định mệnh ông trời đã sắp xếp như thế nào rồi thì mình đành phải sống theo những cái sự kiện mà ông trời ông đã sắp đặt tất cả mọi thứ. Tuy nhiên mình là một người mà luôn luôn cố gắng là người có suy nghĩ và có tỉnh táo, để nếu thấy sai thì dừng lại, và nếu thấy cái câu chuyện nó như thế nào đấy thì mình sẽ đi theo một cách đúng. Nhưng mà sẽ không bao giờ tránh khỏi những cái chuyện khóc, yếu đuối. Và sau cái cơn yếu đuối đấy thì mình sẽ làm gì? Có những người thì yếu đuối và gục ngã, và yếu đuối và nhẫn nhịn, yếu đuối và bộc trực. Tuy nhiên thì Hà thì lại là một người mà sau cơn yếu đuối thì mình sẽ tìm cho mình một lối đi, mà ở đấy lối đi phải là chính mình. Mình sẽ đưa lên bàn cân để xem tiếp tục và dừng lại thì câu chuyện nào sẽ có lợi cho đôi bên, chứ cũng không hẳn là có lợi cho bản thân mình. Và vì thế mà mọi người vẫn thường thấy là sau những cái giây phút yếu đuối rất ngắn ngủi của Hà thì Hà lại tập trung vào chính cái con đường trên cái đôi chân của mình để đi. Và đó là cách hay nhất, cách nhanh nhất để mình tìm lại chính mình và người khác cũng có thể nhìn thấy được cái hình ảnh của chính mình. Vậy thì Hà vừa có cả sự yếu đuối mạnh mẽ, yếu đuối và cả mạnh mẽ. Nhiều hơn nhất là tôi thấy đó là một cô gái tỉnh táo. Thực ra là Hà cũng xin được cảm ơn rằng là Hà có một cái lý trí rất là mạnh cho mọi việc, chứ không chỉ có tình cảm, cho cả công việc, cho cả cuộc sống, cho cả bạn bè, luôn luôn có một cái lý trí. Dù là mình có một cái con tim suy nghĩ cho mọi người, nhưng mà mình phải có lý trí để nói những cái đúng sai rõ ràng, chứ không phải là không phân biệt được là đâu đúng sai, để cái câu chuyện nó càng ngày càng bị trong một cái vòng luẩn quẩn. Thì trong cái buổi lớp song đấy thì em cũng có chia sẻ là bánh bèo vô dụng, chính xác. Bởi vì nếu như mà mình gặp đúng cái đối tượng mà làm cho mình gục ngã và yêu đắm đuối thì hoàn toàn trở thành một con bánh bèo chẳng làm được gì. Vì yêu anh nên em không thể làm gì khác đấy. Và cho nên Hà luôn tìm thấy mình trong những cái bài hát là vậy. Và em không biết anh Tùng thì như thế nào, khi anh buồn chắc chắn là anh cũng phải có buồn có vui đúng không? Đấy, nhưng mà em không biết là một người làm báo như anh thì khi buồn thì anh sẽ như thế nào. Nghe nhạc hồn phà. Còn em khi buồn thì cũng nghe nhạc của rất là nhiều những ca sĩ khác, miễn là bài nào đến mà cùng tâm trạng với mình. Và anh có công nhận là âm nhạc là một cái liều thuốc mà rất là hữu hiệu để mà xoa dịu tất cả mọi thứ yếu đuối ở trong mình. Hồ Hà nói là sau những sóng gió, cái câu vừa rồi mà mọi người hay truyền tai nhau á, là Hồ Hà nói sau những sóng gió tôi không còn ngây thơ nữa, mà là tôi sẽ sống thực tế, yêu hết mình và đau tận cùng và lãng quên nhanh chóng. Thì liệu có thể chia sẻ một chút về cái quan điểm này, sau khi đã nếm trải qua những cái
dư vị của tình yêu như Hà nói là toàn gặp những ca lạ, ca có gây sóng gió dư luận không? Thì là những cái ca lạ đấy toàn là họ tìm đến với mình. Và tất nhiên thì em làm sao em biết họ là ai? Và bản thân là một người phụ nữ cũng không thể nào đi tìm đàn ông được. Đấy, cho nên là tất cả những cái tình yêu đến với mình đều là những cái ca mà họ đến với mình một cách, phải nói một cách trung tâm, là chính là bằng cái tình cảm rất chân thành, bằng một sự mãnh liệt. Nên là Hà gục ngã. Và tất nhiên là khi mà mười mấy 20 tuổi thì yêu điên cuồng và không nghĩ tới ngày mai như thế nào cả, và chỉ biết rằng là đây chắc là tình yêu cuối cùng của đời mình rồi, và sống không biết, không cần biết ngày mai như thế nào. Xong rồi đến khi hai mấy tuổi trưởng thành hơn một chút thì cũng có suy nghĩ một chút cho bản thân của mình. Nhưng rồi sau đấy thì giữa hai cái thái cực là nếu mà mình sống cho bản thân mình quá và mình không nghĩ cho người khác quá, liệu mình đã hy sinh cho tình yêu chưa? Vậy nếu mà mình không hy sinh cho tình yêu thì tình yêu có thực sự mang lại cho mình hạnh phúc? Cho đến khi mà bước vào lứa tuổi 30 thì Hà mới bắt đầu hiểu được rằng là cái gì nó cũng có cái giá của nó, câu chuyện gì nó cũng có lý do của nó. Vậy thì mình cứ yêu hết mình, nếu có lỡ đau khổ thì gục ngã tận cùng, nhưng mà phải bước, phải đứng dậy và bước đi, chứ không phải là cứ bám víu vào những cái chuyện đau khổ đấy để khóc lóc, để tiếc nuối, bởi vì nó sẽ không còn thuộc về mình nữa. Và cho nên là hôm đấy thực ra câu đấy nó cũng chẳng nằm trong kịch bản gì hết, là tự dưng nói thì cứ tự phụt ra thế thôi, chứ cũng không biết như thế nào. Nhưng mà và cả một quãng thời gian vừa rồi thì Hà không được dùng Facebook, và hầu như là qua bộ phận quản lý của Hà, cho nên là Hà cũng không biết được là trên new feed hay là tất cả những người bạn của mình chia sẻ cái câu nói đấy rộng rãi như thế nào. Mãi cho tới tận 1-2 ngày sau thì những người bạn mới gửi vào tin nhắn qua, thì Hà mới biết được là oa, hóa ra là mình có nói câu đấy à, chứ không lúc đấy cũng không nhớ nữa. Đúng rồi. Nhưng mà có cái câu kết là lãng quên nhanh chóng. Dạ. Thì mình nghĩ là hơi phũ phàng hả anh? Không phải, có thể là làm sao mà có thể lãng quên được nhanh chóng được nếu đó là tình yêu. Và một cô gái mà tỉnh táo lý trí như Hồ Hà thừa nhận thì liệu có kiểm soát được mọi chuyện trong bước tính toán của mình hay không? Thực ra là đã gọi là những cái gì mà nó thiên về con tim ấy, thì tất nhiên mình tính làm sao bằng trời tính, và mình cái lý trí của mình tính làm sao bằng con tim tính. Nhưng cái điều quan trọng là em nghĩ thế này, lãng quên nhanh cái đó là để dành cho cái sự trưởng thành, cho những cái kinh nghiệm của mình rồi, hãy dùng cái điều đó để biến chuyển câu chuyện đi một chút. Chứ nếu như mà mình cứ đấy, mình cứ gục ngã, mình cứ yếu đuối, mình cứ khóc lóc thì cái câu chuyện nó cũng không thể nào quay trở lại những cái hạnh phúc mà mình đã từng trải qua. Vì thế mà cho nên Hà mới nói rằng là lãng quên nhanh. Có thể Hà là một người quá mạnh, cũng là một người thực sự mạnh mẽ, cho nên là và cái lý trí, cái đầu óc của mình cũng khá là lạnh. Cho nên khi mà mình cảm thấy rằng nó không phải là của mình, điều đó không còn là của mình nữa, và nếu có quay trở lại thì, nếu mình có gật đầu quay trở lại thì mọi thứ nó cũng sẽ không còn như những cái gì ngày ban đầu. Cho nên tốt nhất là lãng quên nhanh. Cho nên khi mà mình tìm được cái định hướng, cái suy nghĩ cho mình rồi thì chắc chắn là em sẽ làm được. Hiện bây giờ rất nhiều khán giả yêu quý Hà, cũng như những khán giả quan tâm đến Hà, thì họ rất là muốn biết là Hồ Bà hiện tại đã ổn chưa? Mọi chuyện đối với Hồ Bà đã ổn chưa? Hà nghĩ nó như là một định mệnh. Đã đến lúc mà tự dưng, trước đấy thì em vẫn luôn luôn nghĩ thế này. Trước đấy em nghĩ bây giờ mình, cái hình ảnh của mình thiên về giải trí nhiều như vậy, mình biểu diễn nhiều như vậy, vậy thì đến cái lúc mà mình trưởng thành thì mình sẽ có một bước chuyển mình như thế nào thật ngọt ngào, để những khán giả của mình, họ vẫn là khán giả của mình, và mình sẽ thu nạp thêm được nhiều khán giả khác. Và thế là Hà mới Hà sóng gió tự dưng đến. Và Hà bỗng dưng sau cái cơn sóng gió đấy thì Hà nghĩ rằng là Hà thực sự trưởng thành hơn rất nhiều, thực sự trầm lắng hơn rất nhiều, và cảm nhận mọi câu chuyện nó sâu hơn rất nhiều. Vì thế mà Hà đã nghĩ rằng là đã đến lúc mình cần cái hình ảnh của mình trưởng thành hơn. Và Hà bước vào cái lớp song một cách chững chạc như thế, thoải mái như thế, và thật nhất như thế. Và tự dưng Hà nghĩ có lẽ đây là định mệnh mà ông trời chỉ hướng cho mình, sau những biến cố, sau những vấp ngã. Và đây là một cái con đường mới cho mình. Và Hà nghĩ rằng cái sự trưởng thành và chững chạc này sẽ là một cái hình ảnh tiếp tục mà Hà sẽ bước đi. Cảm xúc và suy nghĩ của Hồ Hà khi chọn cover là ca khúc Sau Tất Cả, bởi vì ca khúc đó có những cái ca từ rất là gợi, và nó có thể là
hợp với hộp bà trong tình cảnh vừa rồi? Thì thực ra là một người làm về âm nhạc thì Hà nghe hết tất cả, từ những cái nhạc mà mọi người cứ cho rằng đấy là cao siêu khó nghe, hay là nhạc thị trường, hay là nhạc tất cả. Bởi vì Hà cần được am hiểu về mọi thứ nhiều hơn, quốc tế, tất tần tật mọi thứ, châu Á, Việt Nam. Và sau tất cả là một trong những bài mà Hà nghĩ là thời gian gần đây nó được nổi lên như một hiện tượng bởi cái sự mới. Tôi hiểu điều đó, nhưng mà có nghĩa là không chỉ đơn thuần tất là nhiên, những cái khúc tất đơn nhiên quá, là bài hát hay rồi, cái đồng cảm, cái câu chuyện, thức, cái lời chính xác, chính xác là cái lời bài hát. Có những người trong tình yêu thì có thể cho rằng là sau tất cả mình trở về với nhau là vì tình yêu, nhưng mà trong cái hoàn cảnh đấy của em thì em sẽ nói là sau tất cả những sóng gió, sau tất cả những mọi chuyện, cái tình yêu này này, tình yêu giữa Hà và tình yêu giữa khán giả bao la ngồi ở đây này, thì Hà vẫn mong được trở về với nhau. Thì đó là cái điều mà vì sao mà khi Hà lên cái list kịch bản của cái bài hát, Hà lựa chọn sau tất cả là một bài áp chót, và Đừng Đi là bài cuối cùng. Đừng Đi là một cái sự thể hiện, tất nhiên là một trong những cái bài mới nhất của Hà, tuy nhiên nó giống như thể hiện một cái điều mà Hà muốn nói cho mọi người là hãy ở lại cùng với Hà, dù có là hết đi nữa thì hãy ở lại cùng với Hà. Còn bài sau tất cả là Hà muốn đúc kết lại tất cả những câu chuyện Hà kể ra trong buổi tối ngày hôm đấy, hay là sau tất cả những sóng gió thì mình lại trở về với nhau. Hà có nghĩ là Hà và khán giả đã thực sự trở lại với nhau, ít nhất là khán giả của Hà. Hà có thể hát một đoạn bài sau tất cả để dành cho khó quá khán giả và độc giả. Bởi vì thực coi ra... như đây là một cái lời hát giống như là mình sẽ lại dành cho nhau những ân tình và trở về lại với nhau, vì ta luôn thuộc về nhau. Không biết là em đang nghĩ là không biết nên hát cái đoạn A hay đoạn B này, theo cảm xúc của mình đó. Tình yêu cứ thế đông đầy trong em từng ngày, vì quá yêu anh nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Và Hà nghĩ bởi vì ngày hôm đấy ấy, thực sự là bất ngờ đối với khán giả, Hà tin chắc là vậy, bởi vì mọi người sẽ không nghĩ là Hà có thể cover lại bài của một người ca sĩ trẻ như thế, và cũng không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ nằm ở cái đoạn cuối cùng của chương trình như thế. Cho nên là thực sự là những câu đầu tiên cái Hà nhận được chào tay của khán giả là Hà tin chắc cái dự đoán của mình là đúng. Rất là hay, cảm ơn Hộp Hà. Coi như ca khúc sau tất cả là mình khép lại cái câu chuyện riêng tư về Sìn Đan kia. Chị muốn nói rằng là nói qua cái phần âm nhạc, đó là như Hà nói là âm nhạc đối với Hà rất là quan trọng, và nó đã chữa lành mọi vết thương lòng trong lòng Hà. Thì sau cái live show thành công vừa rồi của Hộp Hà thì Hà đã nhờ âm nhạc chữa cho mình được những vết thương và tiếp sức được cho mình như thế nào? Thực sự sau cái đêm Love Songs và cái sự phản hồi quá tuyệt vời từ khán giả cũng như báo chí dành cho Hà, thì Hà đã tìm thấy lại được cái suy nghĩ của chính mình trước đó. Nghĩa là trong một quãng thời gian Hà đã hơi có một chút nhũn đi, và thực sự cảm thấy hơi giống như mình sợ cái sự chói lòa của ánh sáng, và mình muốn tìm đến một cái sự bình lặng, tĩnh lặng hơn. Tuy nhiên sau cái đêm Love Songs đấy thì đã làm những cái bước chân của Hà vững hơn, tự tin hơn, và Hà mới hiểu ra rằng là ở đâu đó trên cuộc đời này có những người hiểu sai mình, hay là chưa hiểu đúng câu chuyện, thì cũng vẫn còn rất là nhiều người đang cùng bước đi cùng với mình. Và những cái sự nhụt chí đấy bỗng dưng nó biến mất, và Love Songs đã mang lại cho Hà đúng nghĩa giống như là cái đêm nhạc đấy mang lại, đó chính là cái sự bay bổng hơn trong cuộc sống của mình. Chọn một cái đêm nhạc mà Hà sử dụng những ca khúc ballad chậm buồn và hát được bằng cái chất giọng rất là quyến rũ của mình, mà không phải như là những cái mà mọi người, cái hình ảnh quen thuộc mà khán giả thường biết về Hộp Hà, đó là không phải chiêu trò mà là nhảy nhót vũ đạo. Thì đó có phải là một cái chiến lược trong cái bước đường của Hộp Hà, là muốn khẳng định là nữ hoàng giải trí Hộp Hà không chỉ có nhảy nhót mà còn có cả chất giọng hay không? Câu đó hỏi... có phải là cái bước tính toán của Hà và ekip không? Câu nhưng hỏi... mà khán giả thì có thể thấy. Dạ, câu hỏi của anh cũng chính là định hướng của Hà cũng như ekip. Nghĩa là anh có thể nhìn thấy là Hà đã từng nhảy rất lâu trước đấy. Trong quãng thời gian 10 năm ca hát thì hầu như phải đến 6 năm, 7 năm là Hà đã
song song cùng với cái hình ảnh mà mình vừa hát vừa vũ đạo ở trên sân khấu. Bởi vì cái quãng thời gian đấy giống như là mình chứng minh cho mọi người thấy rằng là cái điều gì cũng cần phải có sự lao động, như là để hát và nhảy trên sân khấu cũng thế, cần phải tập luyện. Thì nhưng mà khi mà mình đánh vào cái hình ảnh đấy nhiều quá thì mọi người lại nghĩ là ở hóa ra là cô này chỉ có biết nhảy nhót và tưng bừng ở trên sân khấu thôi. Tuy nhiên là những cái hình ảnh của Hà tại các phòng trà thì vẫn là giống như lớp song song rồi. Hà trò chuyện, Hà nói chuyện, Hà hát tất cả mọi thể loại dòng nhạc và vẫn luôn được khán giả phòng trà chào đón nồng nhiệt. Vì thế mà sau một cái đợt sóng gió cũng như là khi mà mình đã bắt đầu trưởng thành nhiều hơn thì, và thực sự mà nói, Hà thấy bây giờ trong một chương trình ca nhạc thì hầu như ca sĩ nào cũng mặc quần short rồi cũng nhảy. Và tất nhiên mỗi người nhảy theo cách của riêng mình. Tuy nhiên hình ảnh của nữ ca sĩ thì hiện tại đang hầu như gần như là thực sự nhàm chán. Bởi vì chúng ta cứ chạy mãi theo cái trào lưu đấy nhưng lại không tìm đi một cái con đường riêng của chính mình. Thế nên là Hà thấy là thôi, cũng đã quá lâu cho cái con đường đấy của Hà. Đã đến lúc Hà cần được đổi mới hơn, Hà cần được trưởng thành hơn và Hà cần được nhìn nhận hơn. Và tất nhiên khi đứng một chỗ để hát thì bắt buộc điều duy nhất còn có thể thể hiện được chính là cảm xúc. Và cái cảm xúc thì không thể bắt chước. Và cảm xúc sẽ là tùy vào mỗi trái tim của một người nghệ sĩ để trình bày từng cái tác phẩm của mình. Và đó chính là cái định hướng của cả ekip và của Hà để gửi đến khán giả. Cảm ơn Hà, chúc Hà sẽ thành công được như những cái điều mong muốn của Hà. Vừa rồi thì là mình đang truyền hình trực tiếp trên cả ba hình thức của trên Thanh Niên Online và trên fanpage báo Thanh Niên, Facebook fanpage của báo Thanh Niên và cả YouTube của báo Thanh Niên, thì đang có rất là nhiều khán giả quan tâm theo dõi và rất là nhiều người gửi câu hỏi đến cho Hà. Và Hà có sẵn sàng ai la mắng gì mà khán giả rất có rất là nhiều người bấm like và thích, nhưng mà có nhiều người vẫn có khán giả họ vẫn tò mò chút xíu về chuyện riêng của Hà, thì mình Hà có sẵn sàng hỏi nghe câu hỏi không? Dạ, hai vâng. Câu thôi. Dạ. Một bạn tên là Thảo Huỳnh hỏi là: chào Hà, Hà là một người phụ nữ muốn tìm một bến đỗ hạnh phúc cho mình, nhưng cuối cùng thì vẫn rất lao đao trong chuyện tình cảm gia đình. Vậy bây giờ với sự lựa chọn tình yêu mới này, Hà nghĩ mình đã thực sự tìm được bến đỗ bình yên chưa? Với sự lựa chọn tình yêu mới này, thực sự ngay cả tôi cũng chưa biết là tình yêu mới này là ai. Đấy, Hà cũng chưa bao giờ thực sự chia sẻ sau cái chuyện quá khứ của mình. Thì nói thật lòng, cả một cái quãng thời gian vừa rồi, Hà cũng đã gặp gỡ rất là nhiều những người khác phái. Tất cả đều ở trên cương vị là bạn bè, là tìm hiểu. Và không chỉ có một, mà Hà đã mở cửa cho cái trái tim của mình để có thể được hiểu biết nhiều hơn, được tìm hiểu về nhiều con người hơn. Thực sự là trước đây Hà cũng có chia sẻ trong cái show của Hà đấy, là khi mà Hà cùng chung sống trong một mái nhà thì Hà chỉ biết như thế thôi. Hà không biết ở bên ngoài, và nói thật lòng Hà là một nghệ sĩ nhưng Hà rất ít những cái mối quan hệ ở bên ngoài. Hà cũng không biết nhiều tới các doanh nhân, các kể cả những phụ nữ doanh nhân, nam doanh nhân hay là mọi người vẫn thường nói là đại gia. Mà Hà chỉ biết rằng là những ai tìm đến mình thì mình sẽ tìm hiểu, mình sẽ cố gắng tìm hiểu rõ nhất về những người đấy. Tuy nhiên trở lại với câu hỏi của bạn Thảo, của chị Thảo, thì Hà xin được trả lời rằng là lao đao hay không thì có thể là do báo chí viết, rồi do mọi người nói rất là nhiều về Hà, thì mọi người sẽ nghĩ cái câu chuyện theo những cái chiều hướng khác nhau. Tuy nhiên là thực ra khi kết thúc cái câu chuyện cũ của Hà thì Hà thực sự cảm thấy bình yên ở trong lòng của mình. Sau 8 năm chung sống với nhau, hạnh phúc, vui buồn, đắng cay, tất cả mọi thứ đều đã có. Điều quan trọng nhất, mình cảm thấy nhẹ nhàng nhất, đó chính là mình đã sống hết mình, đã cùng giúp nhau vượt qua những cái quãng thời gian khó khăn hết mình, và bây giờ lại trở thành những người bạn tốt với nhau hết mình. Và chia sẻ với nhau, Hà bận thì Cường sẽ thay Hà, Cường bận thì Hà sẽ thay Cường. Và cuối cùng thì bọn Hà tìm thấy được một cái quan điểm chung, đó chính là đã có một cái mục đích chung, đó chính là Subel trưởng thành tốt và được sống trong tình yêu của cả hai. Và khi nào có cơ hội thì cả hai cùng bắt tay nhau để tạo cho Subel một cái không khí vui. Nó không phải là sự giả dối, mà nó là một cái điều mà Hà nghĩ rằng là lành mạnh và văn minh nhất để có thể đối xử với con cái sau hậu hôn nhân. Và còn lại hiện tại bây giờ thì như mọi người cũng có thể thấy, Hà quay trở lại công việc sau những sóng gió, và mọi thứ đối với Hà cũng rất là bình yên. Và Hà cũng tạo cho mình được cái cơ hội được đến với những người tìm đến mình,
và tìm hiểu trên cương vị là những người bạn bè. Vì sau tất cả thì Hà nhận ra rằng là ở chừng mực nào đấy nó sẽ hạnh phúc hơn là mình đi đến quyết định nào đấy. Nên là tốt nhất là mình cứ tận hưởng những cái giây phút vui như thế này sau 8 năm. Cũng còn rất là nhiều câu hỏi của từ là độc giả, khán giả dành cho Hột Hà. Nhưng mà trong thời lượng có hạn, mình chỉ dành một câu nữa về cái chuyện riêng tư của Hà cho Hột Hà. Hình như là mọi người vẫn thường quan tâm hơn về riêng tư đúng không ạ? Mình là thượng nữ hoàng giải trí. Hình như là mọi người không hề hỏi là bao giờ ra đừng đi, hay là bao giờ có show nữa, bao giờ có Love Song 2, mà luôn luôn là bao giờ yêu anh nào nữa. Cái này khán giả còn câu đó chút nữa Tùng sẽ hỏi. Một khán giả là Nguyễn Vy có hỏi là Hà nói sóng gió tự nhiên đến, Hà có thể trả lời tại sao sóng gió đó không đến với người khác mà là đến với Hà hay không? Mà sóng gió nào cũng liên quan đến chuyện tình ấy. Xin được cảm ơn một câu hỏi có nghĩa rất là trưởng thành và rất là phụ nữ của chị. Thực ra mọi người cũng có thể thấy không chỉ có showbiz, không chỉ có phụ nữ ở trong showbiz, mà tất cả các phụ nữ trên cuộc sống này đều luôn luôn gặp sóng gió. Chúng ta đắp chăn lại, chúng ta đóng cửa lại, chúng ta đều có những cái sóng gió khác nhau. Có thể bởi vì bản thân Hà thì cho nên Hà luôn chấp nhận cái chuyện thị phi và sóng gió ấy. Nó luôn luôn tạo những cái biến cố trong cái cuộc sống cũng như trong cái công việc và trong cái hình ảnh của Hà. Cũng đã có rất là nhiều người bị đưa lên báo chưa biết cái câu chuyện thực hư như thế nào, cũng là người thứ ba, cũng là ngoại tình, cũng là tan vỡ gia đình. Tuy nhiên hình như là Hà được thấy rằng là những câu chuyện đấy nó chỉ dừng lại ở mức độ như thế. Còn bản thân của Hà thì mọi thứ luôn luôn bị đi quá xa. Hà cũng giống như chị, cũng luôn luôn đặt một cái dấu chấm hỏi như thế về chính cuộc đời của mình. Và Hà nghĩ Hà sẽ cố gắng hết sức có thể để từ nay về sau, hay là cố gắng nhất có thể trong sự tìm hiểu của mình, để có một người nào đó, hoặc nếu được thì thôi chẳng có ai cả, để được bình yên hơn trong cuộc sống, trong công việc của mình, để không phải làm phiền tới suy nghĩ của mọi người về cái chuyện tình ái của mình nữa. Cảm ơn Hồ Hà, hy vọng là bạn khán giả đó sẽ hài lòng nhé. Có thể lắng lòng lại một chút xíu, thì có khi nào Hà nhắm mắt lại và tự nghĩ là tự lý giải như nhiều cái thắc mắc của bạn đọc, đó là tại sao Hồ Hà vẫn giữ được cái sức hút và vị trí của mình trong suốt nhiều năm qua, mà trong khi có rất là nhiều nhân tố mới xuất hiện. Hà có thể tự lý giải được không? Bởi vì có thể nhiều người có thể nói là có thể là do thế lực của Hồ Hà. Còn mình thì nghĩ có thể do nếu mà có thế lực thì đã chặn hết là một nữa là do là cả thực lực của Hồ Hà nữa. Thì Hà từ lý giải cái điều đó. Hà nghĩ mỗi người sinh ra sẽ có những cái số mệnh và định mệnh khác nhau. Ở trên cuộc sống này có những người được sinh ra để được chẳng làm gì cả nhưng vẫn sung sướng và bình yên. Có những người lao động rất nhiều nhưng vẫn luôn phải đối mặt với khổ hạnh. Cho nên là bản thân của Hà, cái góc cạnh nào cũng có, và mỗi thứ nó có một tí. Ví dụ như Hà cũng làm người mẫu, Hà cũng ca hát, Hà cũng nhảy múa, Hà cũng tất cả mọi thứ đều đi lên từ con số 0, chứ không phải là được đào tạo bài bản, chỉ là học piano mà không chạy theo piano thôi. Ấy thì có lẽ có quá nhiều thứ ở bên trong Hà mà cứ mỗi ngày nó cứ bộc phát ra một chút, nên là vẫn còn có một cái sự tò mò từ phía khán giả dành cho mình. Bản thân Hà thì hầu như nếu mà như anh nói, nếu mà có một cái thế lực nào đấy thì chắc hẳn là nếu mà đã có thế lực thì đã ngăn chặn được những điều không hay về mình và chỉ tô vẽ những cái gì mà rực sáng ở phía mình tới khán giả thôi. Còn bản thân Hà sống thật và đối mặt thật với mọi thứ. Nếu mà những hôm nào mình thăng hoa thực sự được khen thì mình hạnh phúc. Nếu những hôm nào phong độ không ổn định và hình ảnh xấu thì bị ăn chửi như thường. Và tóm lại là chính vì thế, vì thật và vì show ra hết tất cả những gì mình có và không có, nên là cứ mỗi ngày cái câu chuyện về Hồ Hà chưa bao giờ ngưng. Hà thì cũng không phải là người giỏi giấu giếm, cũng không phải là người giỏi show off cái tài năng của mình. Chỉ là có như thế nào thì mọi người nói như vậy, cho nên mỗi ngày nó đều có một cái câu chuyện về phía Hà. Thực sự Hà không hiểu vì sao, và cũng chẳng ai có thể tạo nên được cái sức hút cho chính mình. Chỉ có điều là Hà vẫn luôn luôn có một cái quan niệm duy nhất, đó chính là phải luôn luôn giữ một hình ảnh đẹp, giữ một cái công việc ổn định để được làm việc, để được sống. Và quan trọng nhất là làm tất cả mọi thứ bằng hết khả năng của mình. Cũng chính bởi điều đó mà ông trời vẫn luôn luôn dành cho Hà một cái sự thử thách cũng nên. Và Hà cũng nhiều khi cũng hỏi ông trời là có phải là đang cho Hà quá nhiều những thử thách, cả những khó khăn, cả những hạnh phúc, cả những thành công, cả những thất bại như thế này, để cuối cùng cho Hà được bình yên thực sự hay không. Thì Hà vẫn luôn luôn hy vọng ở một thời khắc nào đấy Hà sẽ thực sự được bình yên, sẽ được lắng lại và sẽ được hạnh phúc thực sự như những gì mà mình mong muốn. Hà có thể chia sẻ thêm một chút kế hoạch về âm nhạc của mình trong thời gian sắp tới?
Sắp tới thì Hà hy vọng là MV Đừng Đi sẽ được ra mắt sớm. Và bên cạnh đó thì DVD Love Songs hiện nay cũng đang ở phần hậu kỳ và sẽ cho ra mắt sớm, bởi vì đó cũng là một đêm nhạc rất đơn giản, cho nên là hy vọng phần hậu kỳ sẽ được diễn ra nhanh. Và cũng mong nữa là vào mùa hè, Hà cũng có nghĩ tới một mùa hè nhiệt đới, một mùa hè thật nóng bỏng, sẽ là một cái show nhạc dance non-stop của Hà được thực hiện và được diễn ra. Nó cũng đã được Hà ấp ủ từ rất lâu, và ở đó có những vũ điệu sôi động nhưng mà nó sẽ khác đi với những gì mà Hà đã từng thể hiện. Nó sẽ độc đáo hơn, nó sẽ nóng bỏng hơn và nó sẽ hấp dẫn hơn ngay từ những cái giây phút đầu tiên. Và cũng là một mình Hà chiến, nhưng mà chiến ở một hình ảnh khác. Bận rộn với nhiều kế hoạch trong nhạc như vậy, nhưng mà khán giả lại thấy là Hà lại chọn thêm qua một cái lĩnh vực khác, đó là làm giám khảo cho cuộc thi Người Mẫu The Face. À. Tại sao lại Hà lại nhận lời thế? Để trả lời được câu hỏi tại sao này thì thực sự nó sẽ có rất là nhiều những cái vì. Tuy nhiên điều đầu tiên đó chính là như Hà đã chia sẻ ngay từ trong cái show Love Songs của mình, là những ai đến với mình những lúc mình khó khăn nhất thì mình sẽ nhớ mãi. Vì thế mà công ty Cát Tiên Sa là một nơi mà đã luôn luôn ưu ái gửi cho Hà những cái lời mời, là những vị giám khảo đầu tiên của những mùa đầu tiên của những cái show danh giá trên thế giới. Và khi mà The Face gửi tới cho Hà thì điều đầu tiên đối với Hà đó chính là lời cảm ơn, chứ không phải câu trả lời của Hà. Hà cảm ơn đã luôn tin tưởng Hà và luôn đặt cho Hà ở những cái chỗ đứng thật là danh giá như thế. Và Hà chỉ nói rằng là cho Hà thời gian để Hà trả lời. Và khi Hà tìm hiểu về The Face là những gương mặt quảng cáo, là các huấn luyện viên phải thể hiện cái thế mạnh của mình ở trong vai trò là người mẫu, là lĩnh vực quảng cáo, là kinh nghiệm làm nghề để truyền đạt lại với tất cả những bạn trẻ, thì Hà nghĩ rằng là đó là tất cả những cái điều mà tại sao mình phải giấu đi, khi mà mình là cái người mà luôn luôn muốn định hướng cho tất cả những bạn trẻ những cái kinh nghiệm mà mình đã đi qua. Và điều quan trọng là The Face cũng đang là một trong những chương trình rất là hot ở trên thế giới. Và Hà nghĩ Hà muốn được cọ sát mình ở một cái hình ảnh khác so với một giám khảo chuyên nói về âm nhạc, chuyên nói về ca hát, thì để thử sức xem như thế nào. Và cuối cùng thì Hà đã nhận lời. Và Hà hy vọng là sẽ có một mùa The Face biến chuyển, hấp dẫn để cho mọi người sẽ đón xem. Với việc trở lại làm giám khảo cho trên sóng truyền hình, thì Hà có lo ngại cái sự phản ứng của những cái nhóm hội anti-fan? Hà rõ, biết rõ điều này mà. Dạ. Hà có nghĩ không? Bởi vì cũng có nhiều người nói là Hộp Hà mạnh mẽ quá, mạnh bạo quá, giống như cũng cả thách thức nữa. Liệu Hà có ngại cái sự phản ứng của họ? Hà nghĩ là đã có rồi chứ không phải không. Tuy nhiên Hà nghĩ rằng là ai rồi cũng sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình, và ai rồi cũng sẽ hiểu được cái câu chuyện sẽ là như thế nào. Và ai cũng có những cái cuộc sống của riêng mình, không thể nào mà mọi người cứ chỉ có dành thời gian cho những chuyện như thế. Hà nghĩ là vậy. Và tất cả các bà mẹ đều bận rộn, và tất cả các bà mẹ trên hết, điều quan trọng nhất vẫn cuối cùng là giữ gìn mái ấm của mình và con cái của mình. Sự bực tức nó là nhất thời, và vậy thì cái điều mà cuối cùng mình xoa dịu lại tất cả những cái bực tức đấy, đấy chính là sự chứng minh cho câu chuyện. Và Hà cũng chưa bao giờ thách thức bất kỳ một ai, chứ đừng nói tới hội này hội kia. Cho dù mình có quan tâm hay không quan tâm thì mình cũng không phải là một người lì lợm như mà mọi người vẫn nói, hoặc là một người bất cần như mọi người vẫn nói, hoặc là một người dai như đỉa như mọi người vẫn nói. Hà chỉ nghĩ rằng là mình phải làm tốt trong cái vai trò của mình. Và xã hội thì có hàng chục triệu người, và chúng ta cứ nhìn rõ là những người bức xúc họ cũng ở trong một cái số lượng nào đó. Tuy nhiên Hà cũng không bao giờ coi nhẹ hay coi thường bất kỳ một số lượng nào, mà Hà chỉ nghĩ rằng là cái gì rồi cũng sẽ nhất thời trôi qua. Và điều quan trọng là Hà đang làm lại tất cả những cái công việc của mình và làm đúng. Thì hy vọng với vai trò lần này sẽ quy tụ thêm nữa những người yêu thời trang sẽ đón xem chương trình và sẽ hiểu hơn về Hà. Bởi các huấn luyện viên ngoài chuyện sẽ chia sẻ tất cả những kinh nghiệm của mình thì còn thể hiện con người của mình ở trên đấy. Mà Hà nghĩ rằng một khi đã thể hiện ra thì khó lòng mà che giấu. Hà hy vọng rằng sau hơn 10 năm Hà sống và làm việc như thế nào, con người Hà tính cách ra làm sao, mọi người đã định nghĩa một cái hình ảnh nào đó về Hà, thì cũng đừng vì một câu chuyện chưa rõ như thế nào mà xin đừng đánh đồng Hà khác đi và méo mó đi.
Và bây giờ chúng ta quay qua phần đời thường một chút. Hiện tại bây giờ thì khán giả nó cũng biết là một ngày hiện tại của Hồ Phà như thế nào. À, bây giờ thì Hà cũng đã bớt đi, bởi vì định hướng ở trong công ty rằng là Hà cũng còn một cái viện thẩm mỹ làm đẹp, làm chung với tất cả những cộng sự nước ngoài, rồi dành thời gian cuối tuần cho Subel, rồi Hà cũng dành thời gian cho chính mình để làm những cái sản phẩm chất lượng, không ra quá nhiều, không đi hát quá nhiều, chỉ nhận những show diễn nào thực sự phù hợp và thực sự tốt cho hình ảnh của mình thì mới nhận lời. Vì thế mà Hà cũng đã bớt đi những cái gánh nặng cũng như là những cái sự gấp rút và vội vã như trước đây. Và thực sự Hà rất là yêu quãng thời gian này, làm những gì mình thích, đi những nơi mình thích, ăn những món mình thích, và đặc biệt là có thời gian cho chính bản thân của mình. Và đấy là một ngày của Hà, đấy là những cái chuỗi ngày của Hà. Hỏi thật là Hồ Hà có muốn kết hôn một lần nữa không? Và có mong muốn có một cái đám cưới thật sự không? Thực ra thì Hà rất là, thực sự mà nói, cái gì cũng có mặt tối, mặt sáng của nó. Nhưng mà ngoài cái chuyện thực sự mệt mỏi thì mình cũng cảm thấy nó cũng thú vị đấy chứ. Tuy nhiên để hỏi muốn kết hôn nữa hay không thì cái này Hà nói thật là, Hà chia sẻ thật là Hà được cầu hôn rất nhiều. Tuy nhiên Hà luôn là người từ chối. Mọi người vẫn thường thấy rằng là, bởi vì những cái đấy là riêng của hai người, cho nên là ít khi Hà nói ra hay ít khi Hà bày tỏ. Đấy, thì bởi vì cái sự bày tỏ ra ấy, nó cũng không phải là cái cách hay. Thế nên là mọi người vẫn thường thấy là ôi sao Hà chẳng bao giờ đám cưới, ôi sao Hà chẳng bao giờ có được một cái đám cưới như giấc mơ của mình. Bởi vì thực ra mà nói Hà là người sống rất thực tế. Hà rất sợ cái gì hạnh phúc quá rồi đùng một cái ngày nào đấy nó lại không như cái giấc mơ của mình, thì thực sự rất là đau khổ. Vì thế Hà nghĩ nếu tìm được một tình yêu đích thực thì hãy sống với nhau thực sự đích thực. Điều đó hạnh phúc hơn cả là một đám cưới. Tuy nhiên mình sẽ không nói trước được. Có thể bây giờ Hà bảo Hà thường từ chối, nhưng mà một ngày nào đấy biết đâu gặp được đúng một người đàn ông trong mộng, Hà lại đi cầu hôn ngược lại thì sao? Đấy, cho nên là mình sẽ không nói trước bất kỳ một điều gì có thể, bởi vì là chúng ta sẽ không biết được điều gì ngày mai sẽ như thế nào. Tóm lại là em vẫn luôn thế, yêu hết mình đau tận cùng. Lặng quên nhảy. Một người tự tin nói là có rất là nhiều người cầu hôn Hồ Phà. Em đâu có tự tin, em không tự tin. Cái này là em chỉ chia sẻ là những gì đã trải qua. Không, ý là tôi chỉ muốn hỏi vui thôi. Có nghĩa là có nghe Hồ Phùng Hà trước đó có nói là vẫn thường đọc mấy cái bài báo hay mấy cuốn sách là 5 cách để hút hồn chàng trai đối diện trong lần gặp đầu tiên, rồi 10 cách cái đấy làm là đẹp em chia sẻ da. Trong show Love Songs, cái đấy là hoàn toàn có thật. Em cũng như bao người phụ nữ khác quan tâm về bản thân mình, quan tâm về tình yêu và quan tâm cái sự gìn giữ tình yêu ở trong cuộc sống. Thì em hoàn toàn là em nói thật mà, trong cái Love Songs đấy, và em giữ nguyên cái câu chuyện đấy cho vào DVD Love Songs sẽ ra mắt. Cái đấy là sự chia sẻ thật lòng, bởi vì em cũng đã từng là bà mẹ bỉm sữa và cũng đang là một bà mẹ. Cho nên là không, cũng sẽ giống như tất cả những bà mẹ bỉm sữa khác, lo lắng, sợ hãi, hạnh phúc và đau đớn. Bây giờ còn tìm đọc hay không? Bây giờ vẫn còn tìm đọc. Bây giờ vẫn luôn luôn tìm đọc và cũng vẫn lo sợ, giống như là Hà vẫn chia sẻ ở trong show Love Song đấy, là 6 cách gái hư khiến đàn ông mê mệt chẳng hạn. Nếu như mình đang có tình yêu nào đấy thì mình cũng phải đọc chứ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta nãy giờ đã được nghe sau những im lặng của Hồ Hà, đó là những tiếng nói của Hồ Hà và những cái cách chia sẻ rất là thẳng thắn trực tiếp của Hồ Hà đến với các bạn. Từ chuyện thị phi, xin đan riêng tư, đến cả công việc, âm nhạc và cả đời thường của Hồ Hà nữa. Xin cảm ơn Hồ Hà đã đến chia sẻ và giao lưu truyền hình trực tiếp với